đây là con chó mà trong cái cuộc thi ngày hôm qua nó đã được một lần được Get In Show ở trong hai cuộc thi, một lần nhất và một lần nhì. Đây là một con chó của đội Thái Lan, một con chó mà chăm sóc nó rất là kỳ công, có thể nói là giống chó mà chăm lông kỳ công nhất trong tất cả các giống chó. Rất phức tạp. Giám khảo có lẽ là cũng là một cái người nuôi giống chó này, vì thấy cái cách chấm của giám khảo rất là kỹ. Có vẻ như là chú chó này là đội gọi là những cái người ở trong team của họ rất là đông, vỗ tay rất nhiệt tình. Theo là con cút đỏ. Đây là những giống chó mạnh ở trong cái nhóm chó này. Xem cách mà người ta chăm sóc cái lông của con chó vô cùng phức tạp. Để trải cái bộ lông này có lẽ nó phải mất bao khoảng tầm 3 tiếng, 2-3 tiếng có một bộ lông đẹp. Đây là một con, có lẽ là một chú chó của Việt Nam. Anh Handler là anh người Việt Nam. Quay một cái con chó thuộc vào một cái nhóm chó khác, Kuhi, giống chó nhóm 1. Một cái giống chó mà cũng rất là nhiều người yêu thích. Người dắt là đội tuyển đội Thái Lan. Giám khảo thì là một giám khảo kỳ cựu, nhớ không nhầm thì là giám khảo của Philippines. Quay lại bên này cái nhóm chó, đây là cái con Phúc, giống chó của Trung Quốc cũng rất nhiều người yêu thích. Đây có lẽ là chú chó của Việt Nam.